Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạnh Cường Stock Và em là Mạnh Cường Thì lúc nãy có phát live stream một uh, thời gian Tuy nhiên cái mic của em nó có vấn đề Nên em làm một cái video em up lên sau phiên cho mọi người nhé Thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023 Nội dung chính của cái video này có 3 phần Phần thứ nhất đó chính là hồi phục cuối phiên thanh khoản thấp Và kịch bản thị trường trong cuối tuần này và sang đầu tuần tới Phần thứ hai đó là mọi người vẫn phải cẩn trọng Vì nếu VN Index có thể sẽ vẫn test lại đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chứng khoán Mỹ nó đang có cái sự điều chỉnh. Hôm qua mới là phiên đầu tiên nên là cái sự điều chỉnh này có thể nó còn kéo dài ở bên thị trường Mỹ từ Dow Jones, từ Nasdaq đến S&P 500 nó có thể sẽ chỉnh khoảng 2 3 cây nhá mọi người nhá. Thì uh, VN Index của chúng ta thì ngày hôm nay nó cũng có một cái cây hồi phục, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là Mặc dù là chứng khoán Mỹ điều chỉnh nhưng chúng ta nó vẫn có cái sự cân bằng nhưng mọi người nhớ giúp em rằng khi mà chứng khoán Mỹ nó điều chỉnh mạnh thì VN Index của chúng ta nó vẫn chưa có cái xu hướng là có thể sẽ đi lên được ngay đâu nên là cứ bình tĩnh nhá, thật chậm thôi. Đừng có tham gia mạnh quá bằng mặc zin bởi vì là tránh cái trường hợp VNX của chúng ta nó quay trở lại nó test lại cái đáy 1008x một lần nữa nhá mọi người nhá. Đấy và cái thứ ba nữa là cái nhóm cổ phiếu mạnh ưu tiên nhặt trong cái nhịp chỉnh thì lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích đó chính là nhóm thép Nam Kim, Hòa Phát, Hoa Sen, chứng khoán thì là có VCI, HCM, VND, khu công nghiệp thì có là KBC, IDC và SJC và cuối cùng là đầu tư công thì có HHV và VCG. Em quảng cáo một chút, em Cường thì có một cái nhóm Zalo là 0936 812449. ID nhân viên ở bên công ty chứng khoán VPS của em là BC25. Mọi người nếu mà chưa có người mở tài khoản, chưa có người gọi là sát cánh cùng với mọi người chiến đấu tư vấn trong suốt cái chặng đường đầu tư thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em em để ở dưới phần mô tả nữa nhé mọi người nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính trong cái ngày hôm nay ngày hôm nay thì vn index của chúng ta giao dịch với cái khối lượng là 520 triệu cổ phiếu giá trị giao dịch ngày hôm nay chỉ có 11.290 tỷ thôi ngày hôm nay thì chúng ta tăng nhẹ 1,67 điểm tương ứng với mức tăng là 0,15% thị trường thì được kéo mạnh về phiên ATC bởi những cái nhóm cổ phiếu trụ như là PNJ thì hôm nay cũng được kéo lên để đỡ thị trường nhé mọi người nhé ngày hôm nay thì có PNJ này có BIDV này có Vietjet này và Vinhome thì cuối phiên là cũng kéo lên để cho thị trường nó đóng được cái sắc xanh chứ cả cái phiên ngày hôm nay là thị trường có lúc là nó đã giảm về cái mốc là cái mốc thấp nhất là buổi sáng nay nhé mọi người nhé 1094 đó buổi sáng nay thì cái mốc thấp nhất là 1094 thì vào cái thời điểm đó thì em cũng có nói với anh chị em trong cái nhóm khách hàng là anh chị em tranh thủ những cái dịp rũ đó thì mọi người tập trung vào những cái cổ phiếu như là Nam Kim, Hòa Phát, Hòa Sen, HCM và VND và VCI. Nói chung là nhịp này thì em chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu này thôi. Bởi vì sao em cho rằng cái nhịp này nó vẫn là một cái nhịp sideways là chủ đạo cho nên là thị trường rất khó để đi lên mạnh phải tìm được những cái nhóm cổ phiếu leader thì may ra chúng ta mới có được cái khoản lợi nhuận trong cái giai đoạn này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi luôn vào cái ý thứ nhất cho mọi người nhá. Ý thứ nhất của em hôm nay em sẽ trình bày với mọi người là kịch bản của thị trường. Thì mọi người có thể thấy rằng chúng ta đang có một cái nhịp hồi phục sau một cái nhịp sau một cái nhịp giảm này nhá mọi người nhá. Đó thì chúng ta đang có một cái nhịp hồi phục này. Đó, cái này em chuyển sang màu xanh đi. Rồi, thì mọi người chú ý giúp em là một là nó sẽ có hai kịch bản, nó sẽ vẫn đi lên trong nghi ngờ nha anh chị em nhá. nó sẽ vẫn tiếp tục đi lên trong nghi ngờ. Hai là nó sẽ có một kịch bản, có nghĩa là nó sẽ quay trở lại nó test lại cái đáy này một lần nữa. Đấy, cái đáy này này mọi người này. Cái đáy của vùng 1000, 1080 này. Đó nên anh chị em phải hết sức chú ý chuẩn bị cho em hai cái kịch bản này. Đó, một là đi lên trong nghi ngờ về cái vùng 1128 đến 1130 ngay hoặc là hai là sẽ test đáy một phát nữa sau đó mới sau đó mới phi lên nha anh chị em nhá đấy em thì em hay view cái kịch bản ngắn ở cái khung 1 giờ để cho nó dễ nhìn thì đấy là cái kịch bản chính trong cái giai đoạn này và mọi người nhớ giúp em là hiện tại thị trường của chúng ta nó vẫn đang sideways trong cái cung biên phía trên này là 1130 và biên phía dưới của chúng ta là đấy nhá anh chị em nhá đấy nên là cũng đừng kỳ vọng thị trường nó có thể tăng quá nhanh đấy nên là nhưng mà mọi người nếu tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh, mọi người sẽ vẫn có thể kiếm được kiếm được lợi nhuận trong cái giai đoạn này. Ví dụ như anh chị em nào mua Nam Kim thì cũng từ cái vùng 23 thì bây giờ mọi người cũng đã được khoảng tầm hơn 5% rồi, đúng không? Nam Kim rồi HCM, rồi thì kể cả là Hoa Phát, kể cả là Hoa Sen hay là những cái cổ phiếu mạnh như là dòng chứng khoán thì ngày hôm nay em thấy bắt đầu có cái bọn BSI. BSI này VDS này VDS hôm nay bắt đầu là dục dịch này anh chị em này Đó VDS bắt đầu dục dịch này VDS hôm nay tăng gần 4% này BSI này Đó BSI hôm nay cũng dục dịch rồi Em nghĩ là bọn chứng khoán thì cũng có thể là Sắp có một cái nhịp chạy đấy mọi người nhá. Bọn chứng khoán đấy. Thì ngày 25 tháng 12 là cái ngày go live nha anh chị em nhé Ngày go like có nghĩa là cái ngày mà đưa KRX vào gọi là Thử nghiệm và hoạt động Đó là ngày 25 tháng 12 Thì mình cũng cần chú ý Rồi Đấy là về cái kịch bản thị trường Hôm nay là một phiên đáo hạn phái sinh nha mọi người nha Cho nên là cái giao dịch của nó ngày hôm nay cũng dè dặt Hơn nữa là chúng ta bị ảnh ảnh hưởng bởi cái tác động của chứng khoán Mỹ Ngày hôm qua thì chứng khoán Mỹ nó cũng giảm mạnh nè mọi người này Đó, trên tâm lý buổi sáng là thị trường nó mở gáp rơi ngay Tuy nhiên là cuối phiên nó kéo giật lại là cũng thấy là ok rồi mọi người nè Đó, chứng khoán Mỹ ngày hôm qua nó làm một cái cây áp thớt cũng khá là khá là kinh điển đấy Anh chị em thấy không? Nó làm một cái áp thớt cũng khá là kinh điển đấy. Hôm qua ở trên S&P 500 nó giảm khoảng tầm 70 điểm tương ứng với cái mốc là 1,47% gần 1,5% còn Dow Jones thì nó giảm gần 500 điểm tương ứng với cái mốc là 1,3% nhé mọi người nhé đấy Nasdaq thì giảm 1,5% Đấy nên là thị trường chứng khoán Mỹ nó đã tăng vượt đỉnh và bây giờ nó đang có một cú gọi là pullback tự nhiên thôi. Đấy nên là cũng không có cái gì gọi là quá bất ngờ. Tuy nhiên thì chứng khoán Việt Nam thì nó luôn vậy nhé mọi người nhé. Lúc có Dow Jones tăng thì chẳng thấy các cụ tăng Bây giờ Dow Jones giảm thì các cụ lại có cái cớ để các cụ gọi là Đè ra để bán đỏ 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 Nhưng hôm nay cái lực cầu như này là cũng khá là ổn Tuy nhiên là cái thanh khoản ngày hôm nay đang khá thấp nha anh chị em nhé Có thể là thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn đang trong cái quá trình tạo đáy đấy Em thì em vẫn đang kỳ vọng cái nhịp tạo đáy này nó có thể Em vốt là nó đi lên nha mọi người nha Chị em không vốt là nó có thể nó nó quay trở lại nó phá cái đáy này đâu đấy em đang vốt là nó đi lên này còn cái kịch bản xấu là có nghĩa là nó có có thể là nó quay trở lại nó phá cái đáy này thì em đưa thành cái màu đỏ thì em là có nghĩa là cái kịch bản này thì em cũng không không vốt đấy tuy nhiên nó vẫn có khoảng tầm 10 đến 20 phần trăm nó có thể xảy ra thôi nhưng em nghĩ là không nhá bởi vì sao bởi vì là khối lượng thấp như này thì đây là một cái trạng thái tích lũy thôi chứ không phải là trạng thái phân phối đâu mọi người ạ đấy chẳng qua là đợt này bọn khối ngoại nó bán quá nhiều cho nên là à, tây rồi À, những cái lực cầu trong nước của chúng ta phải hấp thụ lại cho bọn khối ngoại thì em kỳ vọng là cái nhịp này nó có thể nó sẽ kết thúc vào ngày mai hoặc là sang ngày thứ ngày 25 nhé mọi người nhá. Ngày 25 hoặc 26 sang đầu tuần sau thì nó có thể kết thúc cái nhịp gọi là chỉnh này và cũng kỳ vọng có một cái nhịp sóng nhẹ cho anh chị em mình ăn Tết và cái khu vực 1130 nhá. Rồi. Chúng ta sang kịch bản thứ hai này vẫn phải cẩn trọng nếu VN-Index test đấy nha mọi người nhá thì em vừa nói cho mọi người rồi này. Nên là vẫn phải cẩn trọng cái kịch bản này, này nên là tuyệt đối là chưa được sử dụng mặc zin đâu. Đấy. Một nó test đáy, nó xấu thì có thể nó sẽ vỡ đáy. Thôi, em bỏ luôn cái kịch bản vỡ đáy nhá. Em không tin rằng VN-Index vỡ đáy đâu. Nếu nó vỡ đáy thì em sai, còn nếu mà nó test lại cái khu vực 1080 này thì gọi là test đáy nha anh chị em nhá. Đấy. Thì mọi người nhớ giúp em là hiện tại thì VN-Index nó đang đóng ở vùng 1120 mà nếu nó quay trở lại nó test vùng 1000 080 thì cái biên dao động khoảng 20 điểm cho nên là mọi người cũng hạn chế sử dụng mạc zin trong cái giai đoạn này. Mọi người cứ đầu tư bình thường nhưng mà đầu tư bằng tiền mặt thôi để tránh cái áp lực chẳng may thị trường nó test đáy thì chúng ta có thể rơi vào cái vị thế cắt lỗ nhá. Đấy. Rồi. Thì mọi người thấy cái áp lực thì nó đến từ cái chứng khoán Mỹ cho nên là cũng rất khó để mà nói là cái dòng tiền nội của chúng ta ấy. Cái giai đoạn này thì người ta cũng cần phải làm gì mọi người? Người ta cũng cần phải đáo hạn ngân hàng những cái doanh nghiệp như là bọn bất động sản hay bọn chứng khoán đợt này nó cũng phải siết mạc zin nhá mọi người nhá. Bởi vì sao những công ty chứng khoán nó cũng chuẩn bị gọi là báo cáo tài chính cuối năm nên là từ giờ đến cuối tháng 12 là nó phải nó phải sử dụng là nó siết mạc zin và có thể là sau cái đợt Tết dương lịch bắt đầu cái mặc zin nó mới được mở mọi người nhá. Cho nên là em nghĩ rằng sau cái ngày 25 khoảng ngày 26 27 bắt đầu là mạc zin nó lình xình lình xình nó chuẩn bị nó được mở thì bắt đầu là sẽ có một cái lực cầu nó vào nó mua trước. Đấy, sau đó thì tết dương lịch xong là bắt đầu là chúng ta sẽ chính thức vào một cái nhịp uh, Sideway up. Đấy sideways up nó có thể nó tính bằng 2 đến 3 tuần thì lúc đó thì chúc trắng, chắc chắn anh chị em mình có thể sẽ kiếm được tiền. Rồi còn dọn đoạn này thì mọi người cứ ra ra già, già, già lấy dần thì em em thì em nói thật mọi người này em lấy cũng gần full cổ rồi. Đấy. Danh mục bây giờ là đang đang có một tí mạc zin luôn bởi vì là hôm qua cũng hao háo xúc NKG Người hôm qua xúc thêm NKG Còn hôm nay thì cũng có bán bớt tí mvkg đi thôi Để cho nó gọi là đỡ tỉ trọng mạc dinh. Nhá mọi người nhá Đấy nên là đoạn này là cũng không khoái cầm 10.000 HCM vkg Còn mấy con này vẫn đang lỗ này Danh mục tài khoản Chủ yếu là Nam Kim nó gánh Rồi Ngắn gọn như vậy là cái nội dung số 2 Chúng ta sẽ đi luôn vào cái nội dung số 3 nhá mọi người nhá Ở trong cái nội dung số 3 này thì Cái danh mục em đưa ra là những danh mục những cái cổ mạnh Thứ nhất Nam Kim thứ hai sẽ là sẽ là gì mọi người sẽ là hòa phát thứ ba là hoa sen đấy và cái nhóm thứ hai là chứng khoán là có vci hcm vnd và cái nhóm thứ ba là bất động sản khu công nghiệp có idc sjc và kbc và nhóm đầu tư công thì có hhv và vcg bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái nhóm những cái cổ phiếu mạnh này nhá tập trung vào trọng tâm những cái cổ phiếu mạnh này thôi còn không có phân tích lan man nữa đầu tiên sẽ là nkg thì mọi người có thể thấy giúp em là ngày hôm nay NKG có một cây vượt đỉnh. Tuy nhiên là khối lượng NKG không đạt cho nên là ngày hôm nay ở cái phiên đầu giờ này em nói với mọi người là có thể canh mua nó ở cái vùng 22 à, 23.2 cho đến 23.6. Tuy nhiên nó không giật về cái mốc này. Cho nên là anh chị em nào mà có thì vẫn giữ tiếp, còn không mua thêm nhá mọi người nhá, bởi vì nó đang chuẩn bị vượt đỉnh cũ mà khối lượng nó vẫn chưa quyết liệt như thế này thì chưa có cái độ an toàn. Đấy nên là cầm tiếp Em thì em cầm là cái chắc rồi, còn mọi người mua mới là em không khuyến khích mọi người mua mới nhá. Đấy, mua mới thì mọi người chú ý này, Hòa Phát này. Đấy, Hòa Phát hôm nay có cái phiên thứ ba siết chặt volume thấp xuống. Mọi người nhớ giúp em là Hòa Phát đang xây dựng mẫu hình gì? Mẫu hình gì mọi người? Mẫu hình chiếc cốc tay cầm nha mọi người nhá. Đó. Đây là cái cốc này. Và đây là cái tay cầm của nó này anh chị em này. Đấy, nên mọi người phải chú ý hết sức chú ý vào Hòa Phát nhá Hòa Phát thì quanh cái vùng 27 Hôm nay em có bảo với anh chị em trong nhóm là 26.8 đến 27 Là mọi người lấy thoải mái và Hòa Phát cho em Đấy Cứ thoải mái lấy Hòa Phát Sai thì cắt lỗ Nói thật với mọi người Hòa Phát rất khó để đâm thủng cái vùng 26 nhá. Đấy cho nên là cứ 27 là lấy. Chẳng qua là anh chị em không chủ động lấy ở cây này thôi, chứ còn nhiều anh chị lấy chủ động ở cái cây này là lấy được cái giá 26.5 26.6 rồi nhá mọi người nhá. Đó là Hòa Phát. Ở trên biểu đồ 1H thì em thấy nó cũng bắt đầu nó bóp cái giải Bollinger Band rồi nhá mọi người nhá. Đấy, Bollinger Band ở cung H1 nó cũng bắt đầu nó bóp chặt lại rồi này. Đó. Cái này thì cũng chưa chặt lắm nhỉ. Cung đây, a à, cung đây, Cung daily thì bắt đầu bóp rồi nhá anh chị em nhá đấy đây này nó bắt đầu nó khoằm khoằm vào này anh chị em này thấy chưa anh chị em thấy cái cung daily nó bắt đầu nó bóp lại chưa đó có thể nó tích lũy khoảng tầm 1 đến 2 phiên nữa sang đầu tuần nó dễ nổ nhá đấy là hòa phát mọi người cực kỳ chú ý hòa phát giúp em hai là hoa sen hoa sen cũng chung mẫu hình như hòa phát chiếc cốc tay cầm và hôm nay bắt đầu có cái điểm mua gầy gọi là điểm mua pocket pivot nó nảy lên ở trên cái đường em 10 ngày nên mọi người lấy hoa sen thì cũng được nhá trong nhóm khách hàng sáng nay em đã phân tích cho mọi người và khuyến nghị mọi người lấy hoa sen rồi nha anh chị em nhá hoa sen hòa phát đấy nam kim thì không về cái vùng mua nên là có thì giữ còn không nên tham gia nam kim nam kim em cũng chỉ giữ thôi nhá mọi người nhá đấy nam kim nó là con cổ phiếu mạnh nhất dòng thép cho nên em sẽ giữ kiên quyết trừ ghi thị trường tèo cổ phiếu nó xảy ra cái phiên áp thớt thì em mới thoát còn không thì em cứ tiếp tục em giữ từ giờ cho đến kể cả là qua tết dương lịch nha anh chị em nhá đấy rồi đấy là ba cổ phiếu về ngành thép mọi người hoàn toàn chú ý cực nhiều bởi vì sao bởi vì ngành thép nó là cái ngành đang được vĩ mô ủng hộ cái thứ nhất là giá thép vẫn đang tốt cái thứ hai nữa là cái nhu cầu nhập khẩu thép của cái bọn bắc mỹ và bọn châu âu nó đang hồi phục rất mạnh bởi vì cái khu vực đó ấy, nó đang chuẩn bị bước vào cái thời kỳ gọi là giảm lãi suất thì nó phải đẩy mạnh đầu tư công để làm gì để hồi phục cái nền kinh tế của nó tăng trưởng gdp mà muốn hồi phục kinh tế tăng trưởng gdp nhanh nhất chính là đẩy tiền vào đầu tư công mà muốn đẩy tiền vào đầu tư công thì phải có phải có nhập khẩu thép nha mọi người nhá. Đấy thị trường Việt Nam mình là những cái thị trường thép cũng khá là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì Trung Quốc thì giá thép Trung Quốc hiện tại nó cũng đang tăng. Đó. Cái này thì em phân tích cho mọi người từ những cái video trước rồi, cho nên là cái video này em không phân tích lại nữa. Cái này là đi tập trung vào kỹ thuật thôi. Thứ ba tiếp tục đến nhóm chứng khoán là HCM. Thì ở HCM mọi người thấy nó có một phiên dòng tiền vào này, đúng không anh chị em? Tuy nhiên nó gặp cái giải Bollinger band trên này, cho nên mọi người nhớ là phải chờ này, chờ cái nó kéo cái ben dưới này lên này. Đấy, cái ben dưới này nó kéo lên này Đấy, Cái boy ben trên nó khùm khùm lại này Đó là nó sẽ nảy tiếp một cú nữa nha anh chị em nhá Đấy HCM này thì nó cũng có mẫu hình chứ các tay cầm Và mọi người nhớ giúp em là HCM nó đang có cái deal là tăng vốn Và tăng vốn thì với phát hành quyền mua là Là hai cổ phiếu thì được một quyền mua Đấy và giá mua thì là 10.000 Thì em cho rằng cái điều kiện này là rất tốt Nếu em có thể em sẽ mua thêm 10.000 HPG nữa À HCM nữa để em thực hiện quyền mua mua với giá 10.000 thì tội gì không mua đúng không anh chị em mua bỏ đó thôi mua xong bắt đầu là cần thiết thì bán cái cổ phiếu gọi là có sẵn ở trong tài khoản ra thế thôi cổ phiếu kia mình giữ nha anh chị em nhá không có vấn đề gì cả HCM em cho rằng là mọi người nên mua để thực hiện quyền mua của nó nha anh chị em nhá rồi tiếp theo là cổ phiếu VND VND thì hôm nay có vẻ như là yếu hơn tuy nhiên là đang tích lũy chặt chẽ rồi nha anh chị em nhá khung một giờ là thấy bắt đầu là Bolibaben là siết chặt lắm rồi này anh chị em này đó Một giờ thấy Bolizabeth là thiết siết chặt lắm rồi MACD cũng bắt đầu có cái tín hiệu là Phân kỳ dương lên rồi nha Mọi người chú ý vào à, VND nha VND là siết chặt lắm rồi đấy Khung, khung H1 là siết chặt lắm rồi Anh chị em gọi là chuẩn bị lấy dần vào VND nha Rồi VND thì mẫu hình nó cũng y chang như là Như là HCM thôi Chẳng qua là HCM nó có một cây nổ lên rồi HCM nó đã vượt qua cái vùng này rồi anh chị em này đó, HCM nó vượt qua cái vùng này rồi, còn VND thì vẫn đang vẫn đang chuẩn bị gọi là vượt nền thôi. Nhưng mà nó là cái cái tác động gọi là nó còn đang ở dưới nền thì nó còn đang có cái điểm mua an toàn cho anh chị em nhà mình nhá. Còn mọi người mua khi nó vượt nền là rất rủi ro bởi vì thị trường của chúng ta hiện tại vẫn đang là một cái thị trường chủ đạo là sideways nên là anh chị em mà mua breakout thực ra là rất rủi ro. Đấy, nên là mọi người nhớ giúp em nhá. Và thứ ba, khuyến nghị mọi người là cổ phiếu VCI rồi VCI thì là yếu nhất trong cái dòng này bao gồm ba con thì em khuyến nghị mọi người là HCM và VND. VCI là con yếu nhất thì mọi người chú ý đến con VCI này thứ ba nha mọi người nhá. Con này cũng đang siết giải Band rồi. Tuy nhiên con này cái động lực của nó có phần yếu hơn một chút bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái sự hồi phục mạnh bằng HCM và VND nha anh chị em nhé. Tuy nhiên lần trước thì những cái lần mà thị trường nó tăng vọt lên bao giờ VCI nó cũng là cái con dẫn dòng chứng khoán Cho nên mọi người vẫn có thể kỳ vọng vào VCI được Thì ở VCI mọi người có thể mở mua ở vùng 40 cho đến 41 nha mọi người nhá Rồi tiếp đến là cổ phiếu Cổ phiếu IDC, SJC và KBC Một phiên test đáy này hai phiên test đáy, ba phiên test đáy, bốn phiên test đáy. Nói chung VCI cũng được đấy, anh chị em ạ. À. Em nhìn cái biểu đồ nó là nó thấy nó có 1 2 3 4 4 lần test đáy rồi đấy. Một này. Hai này. Đó. Ba lần test đáy này. Và và 4 lần test đáy này mọi người này. Đấy nên là mọi người cũng có thể chú ý mạnh vào VCI cũng được nhá. Đấy để em xem VND nó có test đáy chưa. Ui VND cái nền này nó test đáy 3 lần nha anh chị em nhá. Cái nền là ngắn này này một này, hai này, ba này. Chú ý nhá. Mọi người chú ý dòng chứng khoán nó rất có thể nó sẽ nổ đấy. Đây này HCM nó nổ lên trước rồi này. HCM nó có 3 cây test đáy này mọi người này. Một cây này. Hai cây này. Ba cây test đáy này. Và đây một cây test đáy nữa là bốn cây này thì nó lại test cao hơn nhá mọi người nhá. Sau đó cái cây này là cây test cung và cây sau nó nổ luôn. Đấy nên mọi người chú ý nhá những cái con nào nó chưa chạy là cơ hội để cho mọi người vào để khi khi nào mà nó nổ lên thì mọi người sẽ có một cái đoạn lợi nhuận sớm hơn những cái người khác bởi vì mua ở những cái cây nổ ở nhịp này là khả năng là khó ăn đấy nha mọi người nhá rồi thì đấy là về dòng chứng khoán còn tiếp theo là dòng bất động sản khu công nghiệp dòng khu công nghiệp nha anh chị em nhá IDC này IDC thì đã có hai phiên test nền rồi một phiên này hai phiên test nền này khối lượng cạn rùa phiên này khối lượng cao này, phiên này khối lượng thấp dần rồi này mọi người này IDC khả năng cũng sắp nổ nha anh chị em nhá, IDC khả năng cũng sắp nổ nha chú ý vào IDC đấy có hai phiên test nền và cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu là cạn kiệt về khối lượng rồi, nó đang tích lũy ở cái vùng volume profile này anh chị em này, vùng này là vùng volume profile của nó nhá, đấy vùng volume profile này, đấy nên anh chị em hết sức chú ý vào nhá. đẹp đấy IDC đẹp 1, 2, 3, 4 4 lần vòng cung anh chị em ạ à. IDC nói thì cứ bảo khen cổ phiếu nhưng mà đúng là IDC mẫu hình nó đẹp thật đấy mọi người thấy không nó một lần vòng cung này hai lần vòng cung này ba lần vòng cung này nó còn tiếp tục thêm một cái vần lòng, lần vòng cung nữa này anh chị em nó càng siết vôn chặt thì cái độ nảy lên mà khi mà nó nổ lên ấy, thì nó càng mạnh nha anh chị em nhá nhớ giúp em là như vậy đây này sau cái cú này nó lại còn siết thêm một phát nữa này đó mọi người thấy không những cái cổ phiếu tốt là nó tích lũy chặt chẽ lắm đấy là IDC IDC anh chị em mình thích thì cái vùng 50 cứ nhảy vào lấy nha còn trong cái nhóm của em thì khách hàng hình như lấy từ cái vùng 48 sao 48 hay 49 gì đấy SZC SZC cũng được nha anh chị em nhá SZC đang xây cái nền giá phẳng này đấy kc cái nền giá phẳng này cái nền này, này thì nó test chưa rõ lắm nhưng mà cũng được ssc cũng là cổ khỏe kbc kbc thì em thích hơn nhé mọi người nhé bởi vì sao kbc nó có hai 1 hai ba ba lần test đáy rồi cái lần này nó test thủng Xong nó giật lên này đó nó như kiểu một cái cú spring nhé một này đấy cái khu vực này cũng là đáy của nó này hai này khu vực này là đáy nó vôn còn lớn này anh chị em này đó ba này khu vực này thì có vẻ như là vôn đã cạn dần rồi mọi người thấy không vốn nó cứ cạn dần cạn dần như này thì phân phối cái gì đúng không đây là cái hành động tích lũy của tổ chức nhá anh chị em nhá nếu thích KBC thì vùng 30 31 nhảy vào và xúc thôi đấy đấy là ba cổ phiếu bất động sản của công nghiệp và cuối cùng là là hai cổ phiếu dòng đầu tư công HHV HHV thì hôm trước em có nói với mọi người rồi hôm nay nó cũng bắt đầu có cái sự hồi phục rồi chú ý nhá HHV đẹp đấy bởi vì sao nó vẫn giữ được cái gáp này này anh chị em này cái gáp này của nó nó không lấp thì chứng tỏ cổ phiếu này là cổ phiếu khỏe này mọi người này đây là cái gáp này nó không gấp này Đó cổ phiếu này là cổ phiếu khỏe đấy nhá Mọi người chú ý nó Hai là VCG chẳng qua là cái dòng này nó chưa có Nó không phải là cái dòng ưu tiên Nên em cũng không không có khuyến nghị mọi người Con này cũng giữ được cái gáp này Đấy nó đang có cái nền đấy Cái mẫu hình của nó này mọi người này Đi lên này Rũ bỏ này Đấy Đi lên này Đấy Rũ bỏ này Và khả năng nhịp này lại lại đi lên này xong bắt đầu nó lại rũ bỏ đấy nó đánh kiểu khó chịu đấy anh chị em ạ à. đấy nên là mọi người chú ý những cái con cổ phiếu này là nó đã có cái yếu tố cơ bản mà em xem qua rồi khá là ngon anh chị em nhé rồi thì cái kết phiên giao dịch ngày hôm nay em phân tích cho mọi người cái nhóm cổ phiếu tiềm năng là như vậy thì anh chị em nhà mình nếu mà có cái ý kiến gì mọi người mọi người có thể để lại một cái comment ở dưới phần bình luận và mọi người muốn em phân tích một cái cổ phiếu nào thì em sẽ trả lời mọi người ở dưới phần bình luận nhé mọi người nhé cảm ơn mọi người chúc mọi người đầu tư an nhàn thành công hôm nay là thứ năm rồi thì cũng sắp đến ngày Noel rồi. Noel là ngày 25 tháng 12 tức là vào ngày 20 vào ngày thứ hai tuần sau đấy anh chị em ạ, đúng không? Hôm nay 21 này. Mai là 22 này. Thứ bảy là 23 này. Chủ nhật là 24 này, đúng rồi, Noel vào đúng thứ hai. Rồi chúc mọi người một cái giáng sinh chuẩn bị là an lành nhá. Chủ nhật là bắt đầu đi chơi giáng sinh rồi. Tạm biệt mọi người.